Hey. Bật nhạc Conan. Hey, cái chị em ơi. Hôm nay là gì mà bí ẩn quá vậy? Bí ẩn nha, ba nữ điệp viên nha. Hôm nay có một cái nhiệm vụ rất là đặc biệt. Đứng ở trước một cái tòa nhà mà tòa nó cũng không thấy một cái biển hiệu gì hết. Không biết gì là đâu luôn. Và đường vô đây cũng rất là ngoắt ngoéo nha. Rất là lặt lì nha, không phải là đường vô đi thẳng tới là tới. Nói chung là nằm trong một con hẻm, núp hẻm ở quận nhất. Nhưng cái địa điểm này là cái địa điểm cực kỳ đặc biệt. Tụi mình đang có mặt tại văn phòng của ST319. À em biết chị đi đâu rồi, hôm nay chị dắt Emmy phát hình cho chị Tố đúng không? Đâu đúng không? Có á. Đúng rồi, tại vì cứ suốt ngày là mình tưởng tượng mình là Emmy hoài thì cũng không có hay đó. Mày cũng giống mình à. Nhưng mà thật ra mọi người ơi, hôm nay tụi mình có một cuộc hẹn rất là đặc biệt. Có một người cũng rất là đặc biệt, bây giờ đặc biệt cỡ nào thì Let's go. Chợ hào hứng mấy đạo ơi. Đúng là chỗ mấy người nổi tiếng á nó rất là lâu kỳ luôn nha. Không phải ai cũng biết hết á. Nếu mà đi ngang qua không ai nghĩ đây là văn phòng. Được chạy thôi. Mọi người vô đây. Đứng đây thôi nha, là tụi tôi đã thấy được cái biển hiệu ST319 ở trên. Với là các poster gương mặt của các talent là hàng đầu của công ty luôn. Có gì ta? Tôi thấy anh Vino, Ki, Nicky, Mickey, Đoạn Thế Lân. Đoạn Thế Lân, trời ơi, ê có khi nào lên gặp mấy anh chị không? Hello. Đừng lên đây có tìm khó không? Trời ơi, nó ngoằn mình luôn. Vẽ vậy, bên tôi giờ thì cảm thấy xinh nè. Giới thiệu với mọi người, đây là trụ sở của công ty ST319. Thì Welcome channel to ST319. Em còn đơ quá, tại vì sao còn giống như là mình gặp người nổi tiếng. Mà hôm nay không hiện mà gặp thì tất cả mọi người đều mặc đồ trắng. Nói chung là cái sự trùng hợp đó là thể hiện là mình cũng có sự kết nối. Chưa gì mà mình đã có sự đồng điệu rồi. Đúng vậy. Em có xem qua buổi họp báo hình mới của anh, cho nên là tôi cũng có để ý là em thấy là anh sử dụng hai cái tông màu rất là đơn giản như là trắng và đen. Thì em suy nghĩ là đây là một cái ý đồ. Anh tưởng tụi em sẽ nói là hôm nay là 1 tháng 6 tụi em mặc màu trắng cho nó tinh khôi ấy. Tại vì tụi em tuy là 1 tháng 6 mà tụi em cũng sống thiệt lắm anh. Không đứa nào trong trắng là thôi mà. Ủa? Gì bà? Sao bà lộ ra vậy? Sao bà khuyên cho người ta biết bà? Trời ơi! Sao bà nói gì kỳ vậy? Cắt khúc đó vậy? Trời ơi! Nói chung là ngồi xuống một chút là lòng nó mới đổi được sống. Chưa bao giờ nghĩ sẽ được ngồi gần nghệ sĩ vậy mọi người ơi. Và kế bên tụi mình đang nhân vật mà nói chung là không còn gì phải giới thiệu nữa. Mọi người đã có quá nhiều bài hit gắn liền với cái tên Hứa Kim Tuyền rồi. Và đã vậy là hôm nay tụi mình có mặt tại văn phòng ST319 trong cái dịp rất là đặc biệt, là anh Tuyền chuẩn bị ra nguyên cái album luôn. Không phải chuẩn bị nha, ra rồi luôn. Album đầu tay. Tại vì anh không biết là sẽ có bao nhiêu bản, cho nên là anh mang 2 bản anh gửi cho tụi em nha. Trời ơi. Có chiêu kia mọi người biết sao á, đưa Nhi cái song Nhi nó tự tay nó đưa cho Vân Vân không? Tại vì nó rất là biết điều. Hồi nãy á, tới set quay là tới trễ. Đó, nên là cái hình phạt cho người tới trễ là sao? Không có album nha. Tụi em có biết là từ cái hôm mà ra album tới giờ có một cái vị anh rất là thích. Như là trong cái album này có cạc bó gốc random. Giống như album K-pop vậy. Đúng rồi, idol. Mấy bạn nghe chưa mấy bạn? Sao em thích ai? Em thích Trúc Nhân lắm. Em thích anh Trúc Nhân đúng không? Em thích ai? Hoàng Dũng. Còn hai đứa ra hai cạc ăn. Ok, được luôn anh. Ai ơi, mấy bà có ra bia của mình không nha? Mọi người ơi, cái đĩa như thế này có giá 200k trên tủ bia. Thì mọi người có thể order thông qua hãng đĩa Thời Đại để có thể cầm trên tay album Colors. Nghe bảo là sắp hết hàng rồi ấy. Nói chung là rất là màu sắc đúng với tinh thần Colors. Nhưng mà nó vẫn rất là hài hòa, nhìn nó không có bị quá chói mắt đó đúng. Rất là đẹp luôn. Cái album này nó là trải nghiệm của một đời người á. Thành ra là cái hình này nó cũng sẽ là từ trải nghiệm của mỗi người mà sẽ nhìn ra được những cái hình thù rất là khác nhau. Cái kẹt là ở trong cái booklet, tụi em có thể lấy cái booklet ra để xem. Trời ơi, giống y chang như là album của nghệ sĩ quốc tế luôn mọi người. Chưa bao giờ tôi bóc album của nghệ sĩ Việt Bớt mà tôi lại hồi hộp. Thấy nó lòi ra chưa? Đưa lần trước nha. Dạ. Ngày đầu tiên nào, các bạn nhận 2, 3. Kẹt quá anh. Kẹt quá anh Tùy. Em Tùy luôn. Ủa? 2, 3. Ờ giống nhau à? Ồ, cô cảm ơn với CC chưa? Ok. Wow. Ủa, mấy cái kẹt này chụp hình trắng đen nhìn đó. Ờ, nhìn đẹp quá. Ủa mà kẹt bằng chất lượng thiệt sự anh ơi.
Trời ơi, giống y chang là mọi người cảm giác y chang như là cái lúc mà khui mấy cái album K-pop luôn. Em có thể mua thêm album để chúng được kẹt quá nhưng mới ra anh Vũ. Mua luôn. Và đằng sau thì mọi người sẽ có một cái dòng chữ. Em thấy là cái thông điệp rất là hay, ý nghĩa. See colors inside, buy colors outside. Tức là khi mà mọi người nhìn thấy những cái, nghe những cái bài hát này thì mọi người sẽ cảm thấy những cái câu chuyện bên trong mình nó sống dậy như thế nào. Đó là see colors inside, buy the colors outside. Wow. Nói chung là mọi người rất là chỉnh chu luôn. Mọi thứ được đầu tư từ những cái nhỏ nhặt. Từ những chiếc nhỏ nhất luôn nha, rất là chỉnh chu luôn. Xịn sò thật sự luôn. Thật ra để mà chọn chín bài hát cho album này thì chắc phải bỏ đâu đó khoảng mười mấy bài ấy. Để mà kiểu làm như thế nào để cho toàn bộ chín bài hát này nó đi theo một cái thông điệp nhất định. Vậy em cũng muốn hỏi anh Tuyền một cái là cái tên album á, thì anh lấy cảm hứng từ đâu để có thể đặt? Ngồi ngẫm lại thì nó từ 2020 cơ. Lúc đó anh làm cái dự án Nếu một mai tôi bay lên trời thì anh chả nghĩ gì hết. Anh chỉ nhờ cái bạn illustrator artist của anh á, thì bạn ấy vẽ một cái bìa, là cái bìa mà cái hình máy bay giấy. Xong rồi anh thấy bạn ấy làm cái bìa đấy màu xanh da trời rất là đẹp, thì anh mới ngồi suy nghĩ là à, với cái những cái dự án như thế này thì mình rất là khó để mà mình có thể đưa bài cho ca sĩ để họ phát hành một cách chính thức như là một cái sản phẩm official á. Tại vì những cái bài hát như thế này thì cái tỷ lệ hit của nó sẽ không cao để mọi người đi karaoke, mọi người hát theo, tại vì nó deep quá. Đấy, thì cho nên thành ra là anh mới nghĩ là nếu mọi người không làm thì không nên làm. Với cả là anh nhìn thấy cái màu rất là đẹp thì anh mới nghĩ ra một idea là mình sẽ làm một cái album về những cái màu sắc trong cuộc sống và nó sẽ stick với từng bài hát như thế nào. Mỗi bài hát nó sẽ tương ứng với một cái đồ vật. Ví dụ như tụi em thấy nha, cái Nếu một mai tôi bay lên trời ngày xưa của anh thì nó là cái máy bay giấy màu xanh da trời. Ước mơ của mẹ thì nó là một cái cành hoa hồng. Một ngày tôi quên hết thì nó là cái máy nghe đĩa than. 22 thì nó là cái bánh sinh nhật. Wow. Càng nghe càng thấy sâu sắc, tức là mỗi thứ anh đều làm rất là chăm chút cho từng cái nhỏ nhặt. Rất là nhiều tờ nghĩa luôn. Bây giờ xin anh Tiền cho mình nghe ké miếng. Bây giờ anh sẽ mở Ước mơ của mẹ trước ha. Đời anh Tuyền. Lần nào em nghe em nhiều cảm xúc quá hả? Không biết sao nữa, với lại đặc biệt là những cái bài hát mà viết về mẹ mẹ về gia đình đó là em lúc nào nghe em cũng rất là chạm. Có một câu em thích nhất trong bài là con ơi hãy ước mơ thay phần mẹ. Cái câu là cái câu mà em thích nhất và đúng cái câu này là nó sẽ bao quát được luôn cả hiểu cả bài hát luôn. Có nghĩa là người mẹ sẵn sàng hy sinh rất là nhiều thứ cho những đứa con của mình và chỉ mong là con có thể lớn lên và hoàn thành cái ước mơ của mình. Khi mà em nghe bài này em cũng tự hỏi trong đầu là rốt cuộc là ước mơ của mẹ em là gì. Sau đó em có hỏi, nhưng mà nói chung là ước mơ của mẹ em cũng là nghĩ cho tất cả những người xung quanh, tức là khi mà những người xung quanh thành công đó là ước mơ của mẹ, thì em cái đó lúc nào mẹ em cũng hy sinh. Những cái cảm xúc giống như là việc khóc đôi khi là mình xem nó những gì nó rất tiêu cực, nhưng mà không, thật ra là cái việc mà mình khóc nó giúp chúng ta giải tỏa những cảm xúc ở bên trong. Và em nghĩ là đây là những bài hát mà ai cũng phải là để trong cái playlist của mình sẵn đi, sẽ có những lúc mà mọi người cần những bài hát. Mọi người muốn cái album này về là cứ ngồi khóc lay khóc để. Thì anh Tuyền nói là bạn có thể nghe album của mình để thư giãn, cũng có thể bật lên nghe và đi ngủ. Đúng rồi. Khóc không dễ ngủ hơn. Khóc mắt mình mỏi mọi người. Rồi mình đi qua bài hát tiếp theo đi. Em nghe em nghĩ liền đây là một cái bài hát nó mang một cái năng lượng rất là detox. Có nghĩa là nghe một cái thôi là sẽ thanh tẩy tất cả những cái năng lượng tiêu cực, những cái gì xấu ra khỏi người mình luôn. Rồi em thấy có một cái hay trong đây á, là trong cái bài hát này nó có những câu hỏi mà liên quan tới nhân sinh quan, mà nhiều khi mà tất cả chúng ta đều đã từng hỏi bản thân mình sinh ra từ đâu, mình tồn tại vì lý do gì. Và đôi khi những cái câu hỏi đó không phải là quá sâu sắc đâu, nó chỉ hỏi cho chúng ta phần nào mà chúng ta quên đi những cái bộn bề trong cuộc sống thôi. Tức là cái bài giống như anh đặt cho mọi người vào một cái không gian á, là một cái không gian thật là tĩnh, thật là thiền, để mà mọi người chuẩn bị đón nhận những cái bài hát đằng sau như thế nào. Đậm chất Hứa Kim Tuyền bài hát này mọi người, một cái điệp khúc quá là catchy. Đúng. Nghe một cái là nhớ liền luôn, không thể nào quên được. Lúc mà chị nghe chị nhớ tới cái bài
mùa xuân nho nhỏ hồi xưa. Cái âm nhạc của mình thật ra nó không có gì mới hết đó, nhưng mà nó mang tính kế thừa và phát triển từ những cái âm nhạc đã có thôi. Anh với chị Tiên hay bảo ấy, bài này là một bài hát vô tri vô giác ấy. Các bạn mix lo-fi rồi các thứ á, rồi đó ngồi chăm cây rồi chơi với mèo với chó rồi đó, là bỏ mấy bài này vô là bao hết sảy. Ok, mình sẽ đi đến bài hát cuối cùng. Dạ. Thì cái bài cuối sẽ là một cái bài để mọi người xả hết năng lượng của mình. Kiểu như là khi mà tụi em tập yoga sẽ có cái bước cuối cùng mà nằm nghỉ. Vô tri. Đúng rồi, cách vô tri đó sẽ là cánh đồng mây của thượng đế. Một cái năng lượng lo-fi rất là dễ thương luôn mọi người ơi. Thật ra là bây giờ mà để mà nói là có nghệ sĩ mà sẵn sàng ra một bài hát mà lo-fi toàn bộ đầu tôi cũng sẵn là lo-fi luôn, thì chắc là không có ai, chắc chỉ có một anh Thường thôi. Thật sự mà để dành thời gian mà phân tích cái album này chắc cũng mất cả ngày trời. Nghị luận xã hội á. Thật sự là như vậy luôn á. Mình đâu biết được những cái làm đề văn năm nay là sẽ có mention tới hướng gì tôi. Này, nhiều khi là trích cái lời bài hát cuối của anh nè. Đó, sao vậy, phân tích hình ảnh cánh đồng mây của Thượng Đế. Trời ơi. Kiểu vậy. Bây giờ còn nổi da gà. Thật sự là nếu mà anh không đặt tên album này là Chorus thì anh có thể đặt album này tên là Chạm này chẳng hạn. Tại vì nghe bài nào em nghĩ là nó sẽ chạm tới một cái câu chuyện nào đó của bất kỳ khán giả nào. Em còn tò mò là chính bài hát rất là hay rồi, thì không biết là chừng nào em sẽ được chính cái MV cũng rất là đẹp, rất là xuất sắc đây. Nổ cái hẹn của em. Dần các MV hoặc là các hình thức khác sẽ được nhận ra mắt dần. Trong cái schedule của anh có ghi là ngày 3 tháng 6 là official MV thứ 2 trong cái chuỗi MV này sẽ được ra mắt. Thì cái ca khúc đó là sẽ là ca khúc Lucy. Thì anh muốn mời tụi em xem. Trời ơi. Xem reaction của tụi em với MV và bài hát này như thế nào. Ok không? Ok. Từ tiên khi tôi gặp em là tôi đã thấy thích em rồi. Người gì đâu xinh tươi dễ mến quá trời. Mặt tròn xoe như ông mặt trăng. Lucy ơi, nếu một mai có bay lên trời. Lucy ơi, em đừng quên thế gian tuyệt vời. Lucy đẹp to từng ngày. Lucy ơi, nếu một mai có bay lên trời. Lucy ơi, em đừng quên thế gian tuyệt vời. Trời ơi. Cái bắt đền anh Tuyền nha. Bà đang vui nha, cái plot twist nha. Bé này nó nuôi chó. Trời ơi. Em đang kiểu vui quá trời, bà dễ thương quá nên nhiên cúc cúc. Nó bay lên trời. Cảnh báo plot twist. Nó bay lên trời, trời ơi. Anh nuôi thì nhiều lắm, nhưng mà anh có dựa trên một câu chuyện có thật về một cái câu chuyện về một bé cuốn tên Lucy luôn. Có để ý là MV này, nếu mà tôi bay lên trời, rồi cả MV Amy hay là MV của Cẩm Vân đều có những cái đoạn twist ở dưới cuối hết. Trời đất ơi, vậy có chuyện không anh ơi? Tại vì chúng ta đã đi qua rất là nhiều câu chuyện rồi, em nghĩ là bây giờ là mình anh Tuyền phải dành tặng là một món quà cho tụi em đi. Nãy giờ anh lấy biết bao nhiêu nước mắt của gia đình tụi em rồi. Thật ra thì hôm nay anh cũng ngồi anh tự hỏi là không biết là anh sẽ lấy nước mắt được bao nhiêu người. Tụi em cũng là những người mà hoạt động trong nghệ thuật á, gọi là giải trí nghệ thuật, là tụi em là mang những cái trái tim với những cái tâm hồn rất là mong manh. Yêu đuôi lên. Nhìn trên clip thấy tụi em cười hề là phùng làm điên. Tụi em không có những phút đắc động. Phút đắc động cho anh ơi. Nhưng mà em chưa khóc. Thôi anh ơi, cho em một mạng, cho gia đình em một mạng toàn vẹn về đi anh ơi. Bé này mà khóc là chấn động. Vậy em nghe nói là ở đây có một cái căn phòng trắng không ta, là có một cái đàn, thì anh xin anh Tuyền lên tặng một bài hát live cho Arsenal được không nhờ? Cũng nhỏ thôi. Let's go. Và sau đây là ca khúc Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời, với phần thể hiện Hứa Kim Tuyền. Ba đứa mình giống như là ba học sinh. Học viên thanh nhạc á, học viên lớp thanh nhạc là 2, 3. Ok. Đây là ca khúc Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời. Mời mọi người cùng lắng nghe. Nhắm mắt thấy tôi quay về, về với bữa cơm nhà mà bao lâu tôi bỏ qua. Nhắm mắt thấy ba mẹ ngồi bên đứa em thơ dại, nhìn lại năm tháng qua. Tôi học cái yêu thương người khác tôi và bao dung cho người ghét tôi. Tôi học cái xua đau thương bằng nụ cười và bằng niềm tin ở con người. Nếu một mai tôi
tôi có bay lên trời thì người ơi tôi đã sống rất thảnh thơi. Nếu một mai tôi có đi qua đời thì người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời. La 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 la, người ơi tôi đã sống rất thảnh thơi. La 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 la, người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời. Người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời. Thì ngày mai xin hãy tiến bằng nụ cười. Wow. Anh ơi, đúng là nghe những cái bài hát á mà chính người viết ra nó hát lên, cái cảm xúc nó khác. Đúng, tất nhiên là anh Trúc Nhân cũng là một người thể hiện bài này cực kỳ hay rồi, nhưng mà nghe anh Tuyền hát thì cái cảm xúc nó khác cực kỳ. Như là anh đang kể cho tụi em một câu chuyện hoặc là một gửi một cái lời nhắn gửi tới tụi em. Rất là cảm ơn anh Tuyền hôm nay đã dành chút thời gian để cho tụi em có thể tâm sự với anh về album Color. Còn ngoài ra là còn được nghe nhạc nè, còn được xem MV, còn được xem diễn live. Tiếc luôn. Trời ơi. Mà đặc biệt là tụi em biết được rất là nhiều câu chuyện cũng như là những cái tâm huyết của anh khi mà đặt vào. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đó hả? Anh thật sự anh cảm thấy rất là vui bởi vì cái album này và những cái bài hát trong Color được mọi người đón nhận cũng như là mọi người nghe xong á, mọi người có những cái cảm xúc thì anh cảm thấy coi như là mình cũng thành công được một phần nào đó khi mà mình làm cái album này rồi. Và hôm nay anh cũng rất là cảm ơn S Channel đã đến với anh, đã lắng nghe những cái tâm sự của anh về album Colors cũng như là đến thăm công ty ST319. Và chúc cho S Channel cũng như là tất cả các khán giả của kênh S Channel, mọi người sẽ có thật nhiều sự bình yên trong tâm hồn, thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều niềm hạnh phúc, và đặc biệt là mọi người luôn giữ được cái sự tích cực và sự lạc quan bên trong mình, bởi vì cái đó là cái yếu tố rất quan trọng để giữ cho mình cảm thấy muốn thức dậy vào mỗi sáng. Và để có được sự tích cực, lạc quan cũng như yêu đời thì mọi người hãy stream album Colors nha mọi người. Stream album Colors nha. Trời ơi, về là tụi em sẽ bật bài này là cái album này repeat non-stop luôn. Non-stop. Replay liên tục. Replay liên tục, dạ rất là cảm ơn Thúy Kim Tuyền. Và nếu mà mọi người cũng thích những cái bài hát mà tụi mình vừa nghe trong album Colors của anh Thúy Kim Tuyền thì hãy nhớ là phải stream album ngay nha. Biết đâu sẽ tìm được câu chuyện của chính mình trong album. Rồi ai mà thấy cái điểm CD nãy đẹp á thì là vô và đường link phía dưới mua luôn. Đu idol, đu kẹt bao góc. Đúng rồi, chính xác. Coi chúng đi ác mình không? Đúng, chừng nào chúng hết tất cả các artist thì mới ngừng mua nha mọi người. Chính xác. Ok, rất là cảm ơn Tuyền. Cảm ơn mọi người theo dõi video này. Nhớ like, share và subscribe cho S Channel nha. Bye bye.